Hi, hello xin chào mọi người, đây là kênh Nhã Vlog nha mọi người. Mình là Nhã, còn đây là nguyên tem của mình đang làm rau củ. Đó, thì bữa nay một đống rau củ luôn mọi người. Hôm nay anh em mình tiếp tục làm. Mà hồi bữa mình có quyên góp cái mình có lên mình nói bà con quyên góp ủng hộ rau củ á mọi người. Thì có được đâu chú Khánh cho mọi người đi khỏi cái tài khoản đó thì có được 701.000 người ủng hộ. 701.000 tiền nha mọi người, chứ không phải là ngàn người. 701.000 tiền là đây, để mình đưa cho mọi người xem. Thì đây mọi người là 500.000 đó, ủng hộ rau củ. Rồi để mình lướt tiếp xuống nha. Ở dưới đây 1.000 nữa nè. Này chắc bạn fan gửi cho anh hay gì nè. Chuyển tiền cho danh mua giới thúi 1.000. 1.000 nha mọi người. Rồi đây nữa đúng không? Đây 200.000 là cũng ủng hộ rau củ nha mọi người. Đó, vậy là hết rồi đó. Rồi. Để mình vô số dư của cái thẻ này luôn. Đây mọi người, thì đây là cái số dư của số tài khoản nè. 716.000. Đó. 716.000. Đó, tài khoản số 45 đuôi bữa nè mọi người, mình đưa lên YouTube đó. Đó, bữa giờ bà con ủng hộ được 701.000 mọi người. Thì hôm nay mình công bố luôn, xong rồi mình cũng ngưng luôn nha mọi người. Thì bà con có muốn chuyển thì khoan hãy chuyển mọi người. Khi nào anh em mình càng người chuyển tiếp nha mọi người. Thì hôm nay rau củ ngày hôm nay mọi người là của Mạnh Thường Quân cho nhắn tin riêng cho mọi người. Chứ vợ yêu ai điện hả? Ủa thì không hả? Đứng cái đây của vợ rồi chứ. Đây mọi người, bữa nay có mướp nè, có bầu nè, có hủ qua nè, rồi có cái này rồi đậu que, rồi cà chua, chanh, hành, ớt. Đây thì bữa nay có như đó mọi người, là vô thì tụi nó vô bọc nè mọi người, vô được một bọc bự vậy luôn nè. Bữa nay mình thấy bọc này cũng khá nặng á. Nay nhiều hơn á. Nay nhiều rồi. Mấy em về đâu mấy bữa rồi đó, chưa làm á mọi người. Bữa nay bắt đầu làm lại. Tại vì chưa có đủ tiền cho nên anh em mình không có làm được. Chứ không phải là không muốn làm nữa mọi người. Nào mà đủ tiền, đủ là làm mọi người. Đó. Nè mọi người, cái này là đậu que. Này đậu que. Ủa này đâu? Đậu gì ta? Đậu que. Đậu lao. Đậu que. Cái này đậu que hả? Danh. Đậu que. Ủa đậu que là cái kia mà. Còn kia đậu đũa. Đậu đũa. Ok, cái này đậu que mọi người, cà. Cà này cũng có của chị bên giữa tiếng thị cho mọi người. Đó. Đây. Đậu bự này nó vô dạ. Đậu bự này nó vô hủ qua vậy? Vô chanh vậy? Sao vô chanh dễ khó hơn vô mẹ? Hủ qua này hủ qua đều. Nó nhỏ xíu à. Tào lao, hủ qua gừng á. Hủ qua gừng. Hủ qua uống không? Đó, hủ qua gừng đó, chế đó hủ qua gừng á. Nè, hủ qua. Gì nhỏ? Nhận nói gì? Quả nào thấy chút xíu quá. Ok mọi người, thì để cho mấy đứa nó làm đi mọi người. Thì có gì một chút mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Đấy, đấy, đấy. Nói gì đi đấy. Nãy giờ tôi ký đầu như vậy. Nãy giờ mày làm gì mày không làm con cổ tiếp ta. Ta làm kiếm ăn trước. Đây tao làm cho bà con kiếm ăn rồi. Thời buổi tao nói mày, thời buổi bây giờ tiền bạc nó không quan trọng, mày làm mày ra tiền cũng như không mà cũng có xài được đâu. Mày tiếp người ta đi. Hãy có lấy lương nhanh nhanh. Đâu được. Gia đình chi? Cha mẹ chi? Cha mẹ già thằng Mão chi? Vậy mà la tiền bạc không quan trọng. Hãy lương đi cho anh em rồi. Mùa dịch này không có tiền xỉu gì cơ. Quan trọng
đủ 3 bữa cơm ngày thôi, 2 bữa cũng được. Mình là tính tính bữa chứ sao? Bình thường. Thưa mọi người, nãy giờ anh em mình làm cũng gần xong luôn mọi người. Đó thì quay nè, một sọt là 20 bằng đó, tương đếm đi. 2, 4, 6, 8, 10. Rồi họ đếm đi, không biết. Để đây họ trong thánh đếm. Hai ông quà ông chửi nữa. Kìa. Kìa lắm. Lũ đứng lên mắc bọc kìa. Chửi, tao nghe chửi quậy. Dạ. Ổng là ổng bị bệnh quét với bệnh chửi nha mọi người. Đụng cái là quét, đụng cái là chửi. Đụng cái là một tay. Không, cái này cũng đỡ. Thôi hết vô lan luôn rồi, con vô mớp nha. Kìa 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 kìa. Aaaaaa. Thật cả ra là mày. Chích nãy giờ nó ngồi nó chích hai chứ vừa. Đậu que, rồi đi qua đây luôn. Bây giờ hết đậu que cái đi gâu lan đi qua đó luôn. Hả? Vô mớp đi. Nè nghe thật là đây nè. Vừa mọi người. Thấy chưa? Nghe thật là đây. Nè chọt nè. Đây tôi sẽ tôi giặt nó bị đen. Đấy nó giờ nó hâm xì thôi. Đây đây anh già. Cái này ăn này được đấy, này mình đã chuyện đứa ấy rồi. Nãy này là ăn được luôn rồi. Ai có muối kìa, tôi muối kìa. Vừa uống thì ăn luôn rồi. Cái ngầm à. Anh xe chỉ mẹ. Vậy thật là đó thì uống cái đó đi. À dạ, ăn cái miếng đó thử rồi nhanh. Cặp cái coi. Trời ơi. Okay, ok mọi người sẽ ăn vô chấm mọi người xem nha. Má này chắc quá. Đâu dán đâu. Anh cắn chứ mới giả vờ á. Mời mọi người nha. Dấu. Uống xong rồi mới mời. Dấu dấu dấu. Quên, anh chở mình đây giấu ở đây. Có gì nói chuyện gì chuyện gì. Trời bữa giờ chở cấp luôn. Kìa đi phim đó giữ tâm rồi đó. Ok mọi người, hôm nay á, thì số rau củ này thì cũng có tất cả quý mạnh thường quân ủng hộ thì mình cũng xin thông qua. Thì có một chị gái ở Mỹ cho bên mình ủng hộ cho bà con quê Sadek mình 6 triệu. Rồi cô Út của mình ở chợ Mỹ Ngãi ủng hộ cho 1 triệu. Rồi số còn lại thì của một mạnh thường quân chuyển qua tài khoản là một người là được 500 á mọi. 700. Một người 500, một người 200 chứ có một bạn fan nào gửi chuyển 1.000 đồng cho danh mua giới thú gì đó. Không biết thì ta gửi sao mình đọc tin nhắn vậy. Còn mấy thì hôm nay thì tổng cộng là số tiền là 7.8 triệu. Thì anh em mình chia ra làm 2 ngày. Bữa nay mua phân nửa, ngày mai mua phân nửa nữa là cho 2 bữa nha mọi người. Thì giờ anh em mình cũng đã vô cũng được mấy trăm phần rồi. Thì cũng hôm nay mình mua 1 tấn rau củ. Còn chị bên giữa Tuyết Thì ở ngay gần cầu Ngọc, cầu Ngã Bác, chị ủng hộ cho mình hội chữ thập đỏ mình 100 kg đậu que, 100 kg bầu và 100 kg cà chua là tổng cộng là 300 kg. Okay. Thì cũng thay mặt bà con xin cảm niệm công đức đến tất cả quý mạnh thường quân đã ủng hộ cho bà con Sa Đéc mình trong cái mùa dịch này. Mình không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ thì giờ anh em mình cũng đang vô được mấy trăm phần rồi. Vô xong nữa là anh em mình bữa nay sẽ đi phát cho bà con ở vòng vòng mấy khu Sa Đéc của mình nha mọi người. Hai bé ăn gì vậy? Được chưa? Thì ok thì nói chung là tổng cộng số tiền mà của ba của Mạnh Thường Quân với chị bên Mỹ gửi là cho anh em mình là 7.701.000. 7.701.000 nha mọi người. Thì có cô của ba mình trên anh mình đó mọi người gửi cho anh em mình mua củ là 1 triệu. Với chị bên Mỹ gửi cho là 6 triệu. Với lại Mạnh Thường Quân của đợt trước nhà có kêu vận động mọi người gửi cho là 701.000.
thì tổng cộng là tổng cộng hết số tiền lại là 7.701.000 nha mọi người. Thì mình cũng sẽ hai mặt bà con Select cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều luôn nha mọi người. Nhờ có mọi người mà bây giờ anh em mình có rau củ đi cho bà con nha. Ok. Ok, cũng hai mặt bà con Select cảm ơn mọi người đã gửi mình, Hùng Quân đã gửi những cái số tiền đó anh em mình làm này. Mặc dù tên anh em mình không có bỏ cái tiền số tiền ra để mua, nhưng mà anh em mình bỏ được cái công cái sức ra để anh em mình đi mua về rồi vô bọc rồi đi phát này kia. Thì mọi người có một nữa chú ý cái tấm lòng không mọi người. Thì nói đi quên mẹ, đang nói đi quên mẹ luôn. Mẹ mình làm tiếp. Em đánh tay vô. Ba làm gì xấu cái. Anh ba làm gì nó mỏi thương mọi người không? Dạ. Ủa sao làm nó đi. Không lại tiếp mà. Làm nghe kìa, làm nghe. Hả hay chứ bộ. Hả rồi hay chứ bộ. Làm gáo nước anh. Dạ tôi biết nhà Bloomberg. Bà biết bớt mà. Bà biết bớt. Bà bớt mà đi. Anh bà không vú giật mà sao giật vú vậy anh nhá ơi. Ba cái đó ba trong tao trong team mình có người giang hồ. Ai xem cái giang hồ à? Ừ, nãy giờ cả lịch sử giang hồ có lịch sử luôn hả? Ừ, những nhất hiệu luôn á. Thấy ghê vậy. Ừ, anh kêu ra đi kêu phỏng vấn sáng nè. Nhớ ơi, sức mạnh nè. Đây sòng nhóm đây vậy vậy cả đi 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 sườn lồi dữ vậy. Anh hỏi anh Sang á là những nhất hiện anh Sang từ đâu ra là anh Sang trả lời cho anh biết hết rồi. Ok ok. Thậm chí cho mọi mọi người thì mình sẽ phỏng vấn cho anh giang hồ này. Cái đây này. Gì? Dạ. Đó giờ chơi chúng anh em không biết anh giang hồ. Thì bây giờ dẻo nó cũng có giới thiệu, giờ anh nói cho mọi người nghe cái tiểu sử anh đi. Đứng đây anh. Tao hả? Không, anh nói anh giấu mặt, anh sợ mấy người kia biết. Dạ, giang hồ giấu mặt hả? Tiểu sử gì nấy. Sao, dít sẹo nào đâu vậy? Dít sẹo dưới chân, dưới chân. Dạ đúng không? Đâu đâu. Khoan, bây giờ mình kể sơ lược dít sẹo này cái đi. Sức đề đúng không? Sẹo đó là gì? Từ khi nào có dít sẹo đó. Chó này sao? Từ khi nào có vết sẹo đó. Từ khi nào có vết sẹo đó. Này té sẹo mà. Ôi tao nãy nói bị tao chém mà. Hết rồi, chém lên lấy vợ lại nó dạt kìa. Dạt bào nó lỡ. Dứt vô bào á. Chó dẻo chế chứ. Có tao nè. Nó này bị dạt nè. Nè nó gì dạt á nè. Đây. Cái tim nè. Cái tim. Cái tim. Đó. Cháu nè. Chứ tao còn đi ba lọc. Không đâu. Cái tay dây xẹo từ từ cái ba đâu. À, sao đó, anh ba bị gì anh ba? Thì xe ngủ ngon không mọi người. Vậy cho ổng, anh ba nói anh ba đi cô gái anh ta bị đâm đọt cái tim. Anh ba mất cái tim đó mọi người, đó tim anh ba ác lắm. Ba hai tiền hiền nữa. Ba ngáo luôn. Nó chơi với sẹo là do anh ba chạy xe, anh ba thấy người ta chở anh ba xong anh ba ngủ. Mà trong khi đó là tài xế hả? Trong khi đó nó đang làm tài xế. Nó chán thì nó chui vô con đá nó ngủ luôn mọi người. Té xe đụng con kia xong chui vô con đá nằm ngủ xong luôn. Chút cho trách nhiệm lên. Là lúc đó thằng Sang bảy đâu. Anh ba. Trời ơi anh ba sao nỡ bỏ em đi. Bảy cả anh ba. Anh Sang ơi. Vậy anh hỏi hồi nãy anh nói anh là giang hồ anh kỳ á. Gì? Anh thì anh viên hồ mỡm. Anh viên hồ mỡm. Viên hồ mỡm đúng. Rồi vậy nãy giờ anh mất phép rồi. Đúng rồi, mất phép về giờ vui rồi. Chứ mình lao động mà mình phát cái giấy quy mình lao động chứ. Đúng rồi. Từ hiểu không? Nãy giờ tưởng anh nói em tưởng anh là viên hồ hứ thiệt luôn á. Khủng quá. Cười. Là nãy giờ anh nói xạo đúng không? Đúng. Rồi anh bởi vậy. Thì lao động thì anh chỉ nói chơi với mấy đứa nghe hồi với mình. Rồi, chụp hình nè.
Ok mọi người, thì bây giờ tụi mình đang chuyển mấy cái này lên xe rồi đi cho mọi người, trời mưa rồi. Cho nên là hôm nay chắc có lẽ là mình không đi theo mình quay đâu. Để chuyển lên xe đi rồi nhờ chú Đèo đi qua bên phường 3 cho bảnh giùm nha chú Đèo. Rồi ok, ở nhà đi theo mình đi. Thì đó. Bây giờ chuyển lên xe tải nha mọi người. Nó đang chắc lên xe tải nè. Chào anh ba nữa. Mà anh ba điếm dở tiền á. Điếm. À, đây là giấy test. Giấy test mình nha mọi người. Nhã. Đây nhã bị lấp. Mình hướng nhã. Đây con bia. Rồi kết quả dâm tính nha mọi người. Cái đen test tao đâu. Cho anh chỗ đâu. Dâm tính nè. Không có sao đi. Không tin tôi bệnh mà. Bữa nào. Anh chết đâu à? Ok, bây giờ lên hết cái số hàng này xong mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha mọi người. Để cho qua bánh cho luôn rồi. Lên. Hôm nay mình cũng xin kết thúc video này tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Nếu mọi người thấy video này hay ý nghĩa thì bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ anh em mình nha mọi người. Giờ chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.